vào mùa mưa bão, những sự cố về điện rất dễ xảy ra, không chỉ gây gián đoạn cung cấp điện mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp. Vì vậy, việc nâng cao ý thức của người dân trong sử dụng điện, chủ động phòng tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra, đặc biệt là thời điểm đầu mùa mưa như hiện nay là hết sức cần thiết. Với vùng sản xuất rau màu rộng lớn lên đến 289 ha, đa số nông dân trồng rau màu ở xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đều sử dụng điện phục vụ canh tác. Hơn 10 công đất trồng hẹ và củ cải của ông Hồ Văn Kịp, ngụ xã Long Thuận, được lắp đặt hệ thống phun tưới bằng motor điện. Hệ thống điện này được răng mắc nhiều năm với nhiều mối nối, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là thời điểm đầu mùa mưa như hiện nay. Đường dây ở ngoài kéo dài vô cũng có 200 thước. Kéo vô tới motor này trong này đang chia ra mới chạy được. Tại hợp tác xã rau an toàn xã Long Thuận, nơi có hơn 12.000 m2 sản xuất rau an toàn trong nhà màn, mặc dù được đầu tư hệ thống điện bài bản để phun tưới, nhưng qua kiểm tra của ngành điện lực thì vẫn chưa đảm bảo an toàn trong sản xuất. Trong hệ thống nhà lưới là chúng tôi sẽ kiểm tra định kỳ hàng tháng. Thì chúng tôi đã thấy rằng là còn có nhiều cái điểm mà cũng chưa an toàn. Thứ nhất là thiếu những cái trang thiết bị về cảnh báo điện. Thứ hai là những cái điểm mà tích đắc để giảm rủi ro. Thứ ba nữa là những cái hệ thống để ngăn không cho cái người, những trẻ em hay người lạ khi đến gần cái điện để ảnh hưởng. Cho nên chúng tôi sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất. Theo đánh giá của ngành điện lực, hiện tình trạng người dân tự kéo đường dây điện ra vùng sản xuất ao nuôi cá, răng mắc điện trên cây xanh không đúng kỹ thuật, sử dụng motor điện còn rất phổ biến. Tình trạng này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, đặc biệt khi bước vào mùa mưa. Ngành điện cũng khuyến cáo người dân là thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa tai nạn điện, là nên kiểm tra lại các đường dây răng mắc để kịp thời sửa chữa lại các dây dẫn mà nó có bong tróc hoặc là nó chạm tôn, chạm khung sắt kim loại, phát quang cây xanh có khả năng ngã đổ vào đường dây, lắp thêm các thiết bị chống giật như là CB chống giật, lắp tiếp để vỏ động cơ. Bên cạnh đó thì bà con cũng nên là hỗ trợ cho ngành điện trong việc là chặt tỉa cây xanh để đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cao áp. Thưa quý vị, những ngày qua, người dân ở bản Điền Lý, xã Điền Lư, huyện miền núi của tỉnh Bá Thước, của tỉnh Thanh Hóa hết sức lo lắng bởi hiện tượng sụt lún đất bất thường xảy ra tại địa phương, đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Hố sâu này xuất hiện tại hộ gia đình nhà ông Nguyễn Xuân Toán nhiều ngày nay, khi hộ dân cạnh nhà tiến hành khoan giếng. Cả một khoảng hố sâu hơn 2 mét, rộng 3 mét, dạng hàm ếch, cứ ngày ngày tiếp tục sụt lún thêm, khiến gia đình ông lo lắng. Ngôi nhà cấp 4 rộng 100 mét, có nhiều vết nứt trên tường, nên nhà bị sụt lún nghiêm trọng. Tức là 1 giờ sáng ngày 7 là bắt đầu là cái bức tường ngăn giữa của khu giếng đó, là đổ. Còn trong gia đình, trong nhà thì cứ nổ thanh tách và cứ lún dần từng nấc một, không ai dám vào. Là tài sản trong gia đình là không dám lấy, thì là công an với lại xã là niêm phong gia đình không cho vào, cũng sợ thiệt hại về con người. Sau khi nhận tin báo, Ủy ban Nhân dân huyện Bá Thước và chính quyền xã Điền Lư đã kiểm tra hiện trường, báo cáo với Sở Tài nguyên Môi trường Thanh Hóa để xử lý sụt lún đất tại gia đình nhà ông Toán, đồng thời cắm biển cảnh báo nguy hiểm, di rời gia đình nhà ông Toán đến nơi an toàn. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân sẽ tiếp tục phong tỏa và sẽ trực ban và 24/24 giờ. Không cho mọi người dân không phận sự không vào, và Ủy ban dân cũng đề nghị với các cấp có thẩm quyền trong cái thời gian tới sẽ có kết luận và cái xác minh cụ thể, có kết luận để hộ gia đình cũng như là trong địa phương để yên tâm để sinh hoạt và sống cùng với cộng đồng. Cho đến nay, nguyên nhân sụt lún vẫn chưa được xác định. Trước đó, đầu năm 2018, tại một hộ dân cách gia đình ông Toán khoảng 700 mét, cũng xảy ra hiện tượng sụt lún đất bất thường, gây hoang mang, lo lắng cho người dân địa phương. Đại biểu Quốc hội Đinh Văn Nhã cho rằng người nghỉ hưu hưởng trợ cấp xã hội ưu đãi người có công, đó là những người có thu nhập thấp nên vẫn cần phải tăng lương theo lộ trình. Đó là
thông tin đáng chú ý đăng tải trong bài viết đề xuất vẫn tăng lương cho người nghỉ hưu, người có công từ ngày 1 tháng 7 đăng tải trên báo Thanh Niên. Thảo luận tại hội trường về kinh tế xã hội ngân sách vào chiều ngày 15 tháng 6, đại biểu Đinh Văn Nhã, đoàn đại biểu tỉnh Phú Yên nêu ý kiến về đề xuất chưa tăng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 theo lộ trình mà nghị quyết Quốc hội đã quy định. Theo đại biểu đoàn Phú Yên, với mỗi người dù là thu nhập cao hay thấp, mỗi khi nghe nói đến tăng lương, nhất là thời điểm tăng lương sẽ đến thì ai cũng vui. Vì thế khi mà chính phủ đề xuất chưa tăng lương thì nhiều người sẽ buồn. Từ đó, đại biểu Nhã đề nghị chính phủ cần xử lý vấn đề tăng lương cơ sở một cách hợp tình hợp lý bằng cách phân thành hai nhóm đối tượng. Đối tượng thứ nhất là đối với người nghỉ hưu hưởng trợ cấp xã hội, ưu đãi có công với cách mạng thì vẫn cần tăng lương theo lộ trình từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 theo như lộ trình Quốc hội. Trường hợp chính phủ tính toán không cân đối được nguồn lực thì đề nghị áp dụng tăng lương với người nghỉ hưu từ năm 1995 trở về trước. Đây là nhóm người có thu nhập rất thấp, ông Nhã kiến nghị. Nhóm đối tượng thứ hai, theo như ông Nhã, đó là nhóm người vẫn còn đang làm việc, tức là bao gồm công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, thì thống nhất tạm thời chưa tăng lương, nhưng mà đến tháng 10 này, kinh tế đạt được theo như kịch bản số 1 là 4,9%, thì đề nghị chính phủ cân đối tăng lương kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Đề xuất chưa tăng lương cơ sở đã được nhiều ý kiến thảo luận từ các đại biểu Quốc hội trong 2 ngày thảo luận về kinh tế xã hội và ngân sách tại Quốc hội. Và trong phiên thảo luận vào ngày 13 tháng 6, đại biểu Bùi Thu Hằng, đoàn Hòa Bình cũng đề nghị thực hiện tăng lương theo lộ trình với người có công, đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí để đảm bảo mức an sinh xã hội. Nuôi lợn lướt sóng để chớp thời cơ giá lợn tăng cao. Nuôi lợn lướt sóng cũng giống như đầu tư chứng khoán, người nuôi cần phải có kinh nghiệm, có thông tin thị trường, quyết định đúng thời điểm. Được biết, cả xã Ngọc Lũ có 5 thôn với 2.300 hộ gia đình và lúc cao điểm thì có đến hơn 1.600 hộ nuôi lợn với tổng đàn lên đến hàng trăm nghìn con, đứng đầu miền Bắc về số lượng lợn hơi cung cấp ra thị trường. Ở Ngọc Lũ, thời điểm năm 2017, giá lợn hơi xuất chuồng chỉ còn 15.000 đồng 1 kg, chỉ ngang giá 1 kg khoai lang ở thời điểm đó. Giá lợn hơi rẻ như rau, ước tính trừ tiền lợn giống, tiền cám, với mỗi con lợn người nuôi lỗ khoảng 3 triệu đồng. Giá xuống thấp thê thảm trong thời gian dài khiến hàng nghìn hộ chăn nuôi rơi vào cảnh điêu đứng vì nợ nần phá sản. Nhiều gia đình phải bán hết cả tài sản, giá trị và cắm sổ đỏ ngân hàng để vay tiền trả nợ. Hàng loạt hộ nuôi lợn nái vỡ nợ, hộ nuôi thịt lợn vỡ nợ và các đại lý thức ăn nuôi cũng vỡ nợ theo. Đến nay thì hàng loạt đại lý thức ăn chăn nuôi đã đóng cửa, đa phần là đại lý nhỏ, đầu tư ít, chủ yếu vay ngân hàng để kinh doanh, nên trong thời gian từ 1 đến 2 năm không thu hồi được các khoản nợ thì không thể tiếp tục duy trì hoạt động. Tập đoàn quốc tế làm ăn ở Việt Nam suốt hàng chục năm kêu lỗ. Kiểm toán nhà nước đã chỉ ra nhiều lỗ hổng trong chính sách, những mặt trái hệ lụy của thu hút đầu tư FDI gây thất thu ngân sách, ảnh hưởng môi trường. Việc thu hút FDI tới đây sẽ phải khắc phục các điểm yếu này. Sau hơn 30 năm mở cửa, hội nhập và cải cách thể chế, môi trường kinh doanh, Việt Nam đã chứng tỏ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI là một trong những nhân tố quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của một quốc gia. Đối với các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng thì FDI có ý nghĩa càng lớn, thể hiện ở vai trò quan trọng trong hoạt động cung cấp vốn, công nghệ và mở rộng quy mô sản xuất, tạo ra năng lực sản xuất mới, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đó là đánh giá của ông Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước tại hội thảo nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư FDI và vai trò của Kiểm toán Nhà nước mới đây. Tuy vậy, theo lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, hiện tượng các doanh nghiệp FDI kê khai báo lỗ khá phổ biến, chiếm khoảng 50% tổng số doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên cả nước, trong đó có nhiều nguyên nhân, nhưng phải kể đến nhiều đó là hành vi chuyển giá. Thống kê những năm qua cho thấy cả nước có khoảng 50% doanh nghiệp FDI kê khai lỗ, trong đó nhiều doanh nghiệp thua lỗ liên tục trong nhiều năm liên tiếp. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang lên kế hoạch phát triển loại căn hộ thương mại có giá dưới 20 triệu đồng một mét vuông. So với hiện hành, đây là mức giá gây kinh ngạc. Và đây cũng là nội dung ở trên báo Thanh Niên với câu hỏi có nhan đề: nhà thương mại giá dưới 20 triệu đồng một mét vuông có khả thi? Theo khảo sát từ công ty Navigos, trong năm 2019, giá nhà tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đang cao hơn nhiều lần so với thu nhập của người dân. Khảo sát được tiến hành trên nhóm đối tượng có thu nhập ổn định từ mức thấp 72 triệu đồng, tăng dần lên 264 triệu đồng một năm với nhu cầu cơ bản là căn hộ 2 phòng ngủ trị giá 2 tỷ đồng. Theo ông Phạm Lam, tổng giám đốc công ty DKRA Việt Nam, bổ sung giá căn hộ hạng C tại thành phố Hồ Chí Minh là loại hình căn hộ bình dân nhưng cũng ở mức từ 25 đến 60 đến 36 triệu đồng một mét vuông. Đáng nói, loại hình căn hộ này gần như mất tích khỏi thị trường.
Với giá cả thực tế như trên nên đề xuất căn hộ thương mại giá thấp 20 triệu đồng một mét vuông ngay lập tức gây chú ý trong dư luận. Tham khảo ý kiến của nhiều doanh nghiệp bất động sản, đa số đều cho rằng mức giá này có thể làm được kèm theo một chữ nếu. Lãnh đạo một công ty bất động sản phân tích, do nhà thương mại giá rẻ dưới 20 triệu đồng một mét vuông có nhu cầu rất lớn nên bán hàng nhanh, từ đó giảm được chi phí bán hàng. Do bán hàng nhanh nên doanh nghiệp chỉ cần vay vốn thời điểm đầu khi mua đất, giai đoạn xây dựng có thể thu tiền từ phía khách hàng nên chi phí vốn sẽ giảm đi rất nhiều. Với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin cho cả nước, đặc biệt là khu vực miền Trung Tây Nguyên, sáng nay Đại học Đà Nẵng phối hợp cùng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và quyết định giao quyền hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn được thành lập ngày 3 tháng 1 năm 2020 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chính thức chuyển từ Bộ Thông tin và Truyền thông về cơ quan chủ quản là Đại học Đà Nẵng. Đây là cơ sở đào tạo giáo dục đại học chuyên sâu về công nghệ thông tin và truyền thông cho khu vực miền Trung Tây Nguyên với 139 giảng viên, gồm 2 phó giáo sư và 34 tiến sĩ. 100% giảng viên đạt trình độ thạc sĩ. Trường tập trung đào tạo các ngành có nhu cầu nhân lực cấp thiết hiện nay là công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật máy tính và quản trị kinh doanh. Thưa quý vị, trong cuộc chiến với dịch COVID-19 thời gian qua, báo chí đã chứng minh sự đóng góp, vai trò, sự cần thiết, không thể không thừa nhận của báo chí trong việc tuyên truyền thông tin đa chiều, phong phú, chính xác, kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại giao ban báo chí tuần 3 tháng 6 năm 2020 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phó Thủ tướng cũng đề nghị trong đợt tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ 13 của đảng, bên cạnh việc đưa tin, báo chí cũng cần có các tuyến bài đánh giá, nhìn nhận những thành tựu của các cơ quan, bộ ngành, địa phương trong nhiệm kỳ vừa qua. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng báo chí Việt Nam thời gian qua còn có tinh thần phản biện mang tính xây dựng cao, đóng góp vào công tác quản lý, phát triển kinh tế xã hội. Trong thời gian tới, cần xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ và tạo cơ chế cho báo chí phát triển. Bởi thực tế là năm nay, báo chí gặp khó khăn lớn trong việc tìm nguồn thu, nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền mà Đảng và Nhà nước giao phó. Phát biểu tại giao ban, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ cho biết, VOV đang xây dựng đề án đưa Đài Tiếng Nói Việt Nam trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, đa ngôn ngữ vững mạnh toàn diện. Ông Nguyễn Thế Kỳ cũng đề nghị các cơ quan báo chí hỗ trợ VOV tuyên truyền một số sự kiện lớn của đài như liên hoan phát thanh toàn quốc, kỷ niệm 75 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đại hội đồng phát thanh truyền hình châu Á-Thái Bình Dương ABU vào tháng 12 năm 2020.